Trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, đội cảnh sát giao thông công an huyện Tân Phú, Đồng Nai đã kiểm tra xe mô tô mang biển kiểm soát 53X98277 do Lê Tiến Tình, 30 tuổi, ngụ ở thị trấn Định Quán điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tình đang tàn trữ hai gói heroin trong người. Lực lượng chức năng đã xử phạt các lỗi vi phạm về giao thông và bàn giao tình cho công an thị trấn Tân Phú xử lý. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông tại xã Phú Lộc, Tổ tuần tra giao thông cũng đã ra tín hiệu dừng xe mô tô mang biển kiểm soát 60H79746 để kiểm tra, thì một đối tượng ngồi sau xe bất ngờ bỏ chạy và ném một gói thuốc lá hiệu chết xuống vệ đường. Tổ tuần tra đã huy động lực lượng đuổi theo và khống chế được đối tượng. Qua kiểm tra, gói thuốc chết bên trong có chứa 10 gam ma túy đá. Đối tượng khai nhận tên Lê Văn Dũng, 37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú.